Dự báo thời tiết chiều và đêm 29 tháng 9, phía đông bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía tây bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.